Ok, và xin chào tất cả anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình. Và hôm nay thì chính thức đấu trường chân lý mùa 11 đã xuất hiện tại server PPE. Thế nên là trận này thì mình sẽ test thử xem là mùa 11 chúng ta sẽ có được những cái tộc hệ mới như thế nào, những cái cơ chế mới như nào nhá. Đăng ký quả gói này đi. Mới là có vào không này. Cái này thì cái vùng đất khá là mới. Xem nào. Khúc dạo hoàng kim ạ. Khúc dạo hoàng kim là anh em mình chơi ở mùa 10 rất là nhiều rồi. Bây giờ xem mùa 11 là vẫn muốn chơi ạ. Định mệnh. Pháp sư. Còn Ari một tiền có hai tộc hệ. Wow. Với pháp sư thì mình nghĩ là một trong những cái đội hình quá quen thuộc rồi. Pháp sư phù thủy hầu như là mùa nào cũng có hết. Cảnh vệ và sử gia Yasuo xuất hiện với một cái vai trò song đấu cũng như là chỉ có một tiền thôi anh em. Định mệnh là chúng ta cần phải có ngưỡng ba cơ. Jax, cảnh vệ, CV, sử gia. Cái cao cường này này. Đấy, mỗi vòng thì sẽ có một cái vị tướng dính trong cái bộ tộc cao cường này. Đấy, ngẫu nhiên ở những trận đấu nha anh em nhé, chứ không phải là trận đấu nào cũng phụ thuộc vào những con cao cường này. Thế nên là nếu như mà anh em mới vào chơi mùa 11 thì phải check cho mình quả cao cường. Manfi, thiên thiên cung à? Thiên cung và khổng lồ. Thiên cung đây. Có cả cao cao nữa. Tôi sẽ ôm thêm những vị tướng bậc 1 để giúp tăng cái tỷ lệ lên 2 sao. Giáp và kháng phép cộng thêm cho những cái con khổng lồ. Wow. Chính xác là một trong những tộc hệ tanker cơ. Từ đây, Jax và Garen luôn, được. Tử thần đoạt hồn, khỏe mạnh kép, lượt quay thần thánh. Vào thời điểm bắt đầu mỗi vòng bao gồm cả vòng này nhận 3 lượt đổi lại miễn phí cộng 1 lượt với mỗi tướng thiên cung. Nhận một Kha'Zix và Manfi. Tôi sẽ đổi lại cái tử thần đoạt hồn này coi sao. Học cách tung chiêu. Rồi, lượt quay thần thánh nha anh em. Trận này thì mình sẽ test thử một cái tộc hệ khá là mới. Đó là thiên cung. Kha'Zix mà Manfi, nếu như mà chúng ta lấy cái lõi này thì cần phải là all in vào bọn thiên cung luôn. Bán con này đi. Cao cao cho vào đây. 2 trên 7 thiên cung. Vậy là chúng ta sẽ có được 7 tướng thiên cung à. Zorik này. Wow, không có gì nữa cả. 2, 4, 6 tướng thiên cung thôi. Ban những cái chỉ số độc nhất cho toàn đội tăng dần theo bậc sao và số tướng thiên cung trên bàn. 100 chỉ phần trăm chỉ số. Dần dần thì nó sẽ tăng thêm những chỉ số khác. Ví dụ như Kha'Zix thì chúng ta sẽ được thêm 10% tỷ lệ chí mạng cho toàn đội. Manfi thì có giáp và kháng phép à? Được. Và nó cộng càng nhiều dựa theo những cái cấp độ sao nữa nha anh em nhé. Thế nên là cái tộc hệ thiên cung nó sẽ là một cái độ hình mà reroll. Và với cái lõi đầu game của mình nữa thì anh em càng kích hoạt nhiều tướng thiên cung thì sẽ có được càng nhiều lượt đổi lại. Trận này thì mình sẽ dồn đồ thử cho con cào cào xem là nó có carry được hay không. Sun Hang Sin, Yasuo. Wow, Yasuo này thì nó cũng sẽ là một vị tướng gây sát thương phép các bạn ạ. Còn Manfi thì thiên hướng phòng thủ. Wow, King Red bắn khá lực, Yasuo chém ác. Ok, thua nhẹ. Thiên cung à. Với Kha'Zix thì nó sẽ có cái tộc hệ là tử thần. Kỹ năng của những tướng tử thần có thể tỷ lệ chí mạng ở cột mốc 2. Đây, cái cơ chế này, King Red sẽ cho bạn thêm một trang bị tạm thời, chúng tồn tại 3 vòng đấu.
mình sẽ lựa chọn luôn là dây chuyền trục tội để gia tăng thêm cái khả năng là phòng thủ ở trong đội hình. Rồi, khổng lồ, tử thần và thiên cung. 89 máu. Wow, hình như là tất cả những cái trang bị được phát thì đều giống nhau cả. Ông nào cũng có hai quyền lựa chọn, một là dây chuyền, còn hai là giết khổng lồ. Văn bia cảm hứng đến từ vị trí của Yor. Nhà này thì nhảy về phía kẻ địch thấp máu nhất à? Wow, con này kiểu đi KS mạng đấy các bạn. Kẻ địch nào mà thấp máu nhất thì anh em mình sẽ vào là bay cao luôn. Nico Quizana các kiểu. Mới là Zoric có thể đánh bại được con Caitlyn này hay không đây? Wow, hơi khó rồi các bạn. Hắc ám tàn phá. Zoric ở mùa 10 thì nó giống kiểu như là một con từ 5 tiền đáng sợ. Nhưng mà sang mùa 11 lần này thì nó cũng thiên hướng về kích kệ và phòng thủ mà thôi. Chắc là mình sẽ hướng đến một cái BF đi nhỉ. Cái BF để có thể lắp một cái đó, huyết kiếm dành cho Kha'Zix. Tại vì tôi thấy là Kha'Zix nó sẽ có được ngưỡng sát thương vật lý khá là nhiều. Và đây cũng sẽ là một trong những cái game đấu mà trải nghiệm đầu đời của mình thôi ở mùa 11. Thế nên là nếu như có gì sai sót thì mong anh em bỏ qua, cũng như là comment giúp ý cho mình nhá, góp ý cho mình nhá. Về tướng thì nó thay đổi khá là nhiều. Tộc hệ thì hoàn toàn là thay đổi cả lũ hết các bạn ạ. Nhiều tộc hệ mới dã man. Sứ giả cảnh vệ, định mệnh pháp sư, mặc ảnh, bắn tỉa. Với bắn tỉa thì mình nghĩ là quen thuộc này. Song đấu thì cũng là quen thuộc này, đúng không? Còn khổng lồ thì tôi nhớ là có một mùa đã từng xuất hiện, là một cái vị tướng khổng lồ, là nó sẽ cần phải có hai slot để cho bào cơ. Cái mùa mà có con Sion ấy nghe. À, tôi nhớ không nhầm. Còn cái mùa đấy. Chắc là mình sẽ bị thua round này rồi. Thua không? Ừ, may quá ăn được. Thắng thua đối với mình thực sự là cũng không quan trọng mấy. Tại vì mình đánh reroll mà. Lại một lần nữa. Nico triệu hồi một tinh linh 1 vàng 3 sao ngẫu nhiên. Wow, sẽ giúp cho anh em mình combat với những cái người chơi. Đây. Oh, chúng ta được một con Kog'Maw. Cái cơ chế mà xuất hiện những cái con thần thần như này này thì nó ngẫu nhiên lắm anh em. Nó tùy thuộc vào trận đấu. Có trận nó xuất hiện nhiều, có trận xuất hiện ít. Và cái cơ chế này thì thực sự là nó rất là vui này. Ui, ông này được một con ấy luôn mà. Kobako. Buông bỏ mọi thứ. Con này đánh thần tài à? Ừ. Thần tài là một trong những cái tộc hệ mà mình nghĩ là anh em cũng đã từng chơi rồi. Nếu như mà chơi những cái mùa trước đây. Wow. Nhà này có con Rek'Sai 2 sao. Nhìn có vẻ khá là lực. Mình sẽ bị thua anh em ạ. Người nghẹo top 8. Wow. Người nghiện có khác. Người nghiện thì chịu rồi. Mình sẽ sắp xếp đội hình một chút. Con Kog'Maw này thì nó sẽ tồn tại ở trong đội hình của chúng ta ở 3 round. Thế nên là anh em mình tranh thủ. Nhưng mà nó cho một cái con mà không kích hoạt tộc hệ gì cho mình luôn nhở. Hoàn toàn là cái sự ngẫu nhiên hết. Chứ nó mà có vĩnh viễn thì wow, khá là bá đạo đấy anh em nhở.
phát một tướng một một vàng ba sao vĩnh viễn. Ê thật, 39 tiền à. Đây, ba thiên cung đổi lại ba lần nữa. Có gì không? Không có con gì luôn. Đây, ít ra là nó cũng phải như thế này chứ đúng không? Kha'Zix này, King Red. Ok, một cái vô cực kiếm đây. Tiếp theo đấy thì một lời thầy hộ vệ thì mình nghĩ chúng ta có thể tận dụng cho Manfi được. Đẹp rồi. Nice day. Nhìn nhà này thì chắc là đánh xong đấu được phát free một con CV3. CV3 này là cảm giác là hơi lực đấy. Có làm được không? Cao cao. Hay. Chắc là ăn được các bạn ạ. Rồi. Năm thứ sáu kỳ quái cộng à. Lấy này đi. Thiên cung thêm này. Một cái cho con này. Chưa đủ 50 tiền nữa. Quizana này có gì? 10% tốc đánh, Suraka thêm 10% sức mạnh phép thuật. Ấn thì thêm 3 cái gì? Hút máu toàn phần. Bay cao. Tử thần là có con gì? Kain Zone. Con này chưa cần lắm. Tích 50 tiền trước. Cinderella. CV. Nico Kha'Zix. Thiên cung Soraka này. Chơi full thiên cung coi thử. Chưa lên được Manfi 3 nữa. Khó nhở. Nico cũng là một con chống chịu. Ai chứng minh chẳng. Sát thương vật lý. Mất cái này rồi. Lấy cái này vậy. Quý nhân. Xong đấu. Kha'Zix này. Kha'Zix 3. Khi nào mà lên một con 3 sao thì nó sẽ tăng thêm những cái chỉ số buff à? Cho toàn bộ đội hình.
700 đam. Sun Hang Sin. Gắn tách đấu luôn. Bay cao đi. Ôi, tự dưng bay cao con đấy. Solo kill. Hay quá. Man file. CV bắt. Bye bye. Ok. Cái này là tam luyện kiếm đúng không? Tạm thời thì tôi chưa biết dồn cho con nào. Mình sẽ để dành cho con ngộ không đi anh em. Rồi chắc là lên cấp thôi. Kiếm thêm một con khổng lồ. Chó gát. Hay là gì đấy cũng được. Ui. Bay cao ác chưa? Wow. Đại náo thiên cung. Chắc chắn là phải có tôn ngộ không rồi. Buông bỏ mọi thứ này. Kiếm của bạn được mua với giá mua và bán với giá không vàng. Buông chưa? Buông chuột chưa? Thôi thì ném cho con này nhá. Khi nào mà con Johnny thì con tử thần bất kỳ. Hồi nãy thì tôi có nhưng mà tôi lại chưa xài. Đang muốn tích tiền trước. 15 giáp thêm. Vét đây rồi. Soraka 2 hiện tại là bao nhiêu? 10% lên cấp cái 15% luôn. Hắc ám tử thần. Thì ra ba người thần nhá. Ủa không thì tôi nhớ không nhầm là nó cũng là một trong những con mà gây sát thương vật lý. Thế nên là anh em mình sẽ dùng cho nó một chút đồ sát thương như tam luyện kiếm. Luyện kiếm nữa chẳng hạn. Wow. Đồng tiền xương máu. Bạn sẽ nhận được 2 vàng cho mỗi 8 sát thương bạn. Gây thêm linh th- cho linh thú à? Ngon lắm. Thế này thì liên quan đến drone. Bây giờ thì tôi chắc là cũng không cần drone nhiều. Đồng lòng đấu tranh bạn thân. 12% tốc đánh và giá. Sẽ lựa chọn là bạn thân đi. Nhìn này. Nhìn này. Zone thì đừng tạm ở đây. Tôi sẽ kẹp thêm con cây ở level 8 nữa là tuyệt vời. Quizana. Thế giới bùng nổ. Pet. Đừng coi thường cao cao của tôi nha. Coi chừng đó. Cao bị cháy. Hay là mình kẹp thêm một con gì nhỉ? Khổng lồ vào đi. Hiện tại là chưa có bốn tử thần đúng không? Cần phải lên level 8. Ok, nó là rất mạnh ạ. Rất khỏe. Soraka này. Wow, Nico 2. Nico là bao nhiêu? 60 máu thêm này. Cái này là thêm bao nhiêu? 90 máu. Wow. Nhiều chỉ số vãi anh em ạ. Là chúng ta sử dụng nhiều tướng ấy thử. 15. Là 15.
Không có con khổng lồ. À có sen này, quên mất. Thôi để từ. Sen cho con Manfire nó trâu hơn anh em nhỉ. Quên mất. Đang bảo là không có con khổng lồ nào có ngay trước mắt mà không nhìn. Trông vậy cái đội hình của mình là hơi yếu đầu game. Nhưng mà bây giờ đã giành lại được khá là nhiều chuỗi thắng khi mà chúng ta có được Kha'Zix 3 và Unfight 3. Sai'ra và Rakan. Lilia. À, lấy nhẹ một cái vuốt cũng được đấy. Rồng khá là ngon anh em nhỉ. Xong đấu định mệnh. Wow. Như lobby có vẻ là nhiều ông chơi sát thương vật lý hơn. Con Sét này. Nico. Đây là không chơi này. Đều khổng lồ đi. Cái này là định mệnh hách ám cảnh vệ tạo lá chắn cho đồng minh được đặt trên đó. Cái này thì nó sẽ là một con tanh và búp. Sẽ không lắp bút rồng nữa anh em ạ, vì nhiều anh em chơi ấy quá. Vật lý không à, xay ra hai này ghê thế. Vãi nồi xay ra hai. Wow, level 8 có xoay bài tự động, có xay ra hai anh em ạ. Nhà này thực sự là đột biến ở trong cái lobby lần này rồi. Sun Hang Sin có gì không? Trong 3 vòng giao tranh với người chơi tiếp theo, AC sẽ tiết lộ cho bạn đối thủ. Cho biết trước đối thủ luôn à? Được. Hai. Biết trước đối thủ. Ui lại thêm con Sét nữa này. Thực ra tôi cũng không muốn con Sét này nhiều lắm. Nhưng mà có nhiều là anh mình cứ ôm nó. Khi nào mà lên 2 sao thì dép cũng khá ổn. Chắc chắn là mình gặp nhà này à? Cái gì đây? Nổ hũ chưa? Hình như là mới nổ hũ xong, đang tiến hành là xoay bài. Người nghẹo top 8. Hỏng rồi. Gặp mình thì không khác gì là gặp quái vật cả. Xoay bài hơi chậm. Hình như là ông này cũng ở bên server Việt Nam qua Red Server PPE này. Đại náo thiên cung. Tất điện luôn nhà này ạ. Guiana. Mình nghĩ là cái thú tượng thành giáp sẽ khá là ngon. Đúng không? Mà nhà này toàn song đấu. Sát thương phép à? Yasuo sát thương phép à anh em? Ảo thế. Yorick. AC. Găng. Không có cái găng nhỉ. Không có giáp lưới luôn. Thế thì phải làm cái vuốt rồi. Có găng không có giáp. Còn cái này à? Ông nào có ngộ không chưa? Tôi lấy bừa một cái nhá. Chết rồi. Lissandra, sứ thanh hoa.
Viena 2. Set này, set 2 luôn rồi. Set 2 luôn à? Soraka này. Set này thì nó chỉ gánh được con thôi anh em ạ. Nếu mà gánh thêm một con nữa thì nó sẽ bị mất đi cái buff. Cái buff cái buff giống kiểu là ấy á. Đây này, bạn thân của mình ở đặt tạo cho nó một cái huyết kiếm trước. Con cũng là con khổng lồ cơ. Tính ra cào cào của mình lại cào ác thật. Set của mình có nhiều đam không? Cũng khá là nhiều sát thương. Thêm con này vào đi. Chúng ta sẽ bỏ đi con tự khổng lồ sen và cho thêm con on này vào. On này. Định mệnh không? Ai định mệnh có gì? Mà không có quá gì khác biệt. Tôi thích thần rừng hơn. Cấp 9 thì anh em mình mới có được ngộ không? Ám tử thần. Tích tiền lên level 9 thôi. Và cao của anh mình bây giờ chắc là cũng hơi cá đuối rồi. Cao. Cao. Ui, 900 sát thương chứ không phải là yếu như mình nghĩ. Luôn luôn là những cái round đầu cuối combat thì nó vẫn cứ còn lại là Manfi và Ngộ Không. Lissandra. Set này đồ đấm luôn à. Đồ đấm bốc luôn anh em ạ. Way. Ủa, lấy con Huawei này thử. Ủa, ông ấy không nhặt được đồ à? Cái gì đấy? Thêm một con Huawei nữa này. King Red. Này set cũng được các bạn. Thôi chuẩn bị lên 9 thôi. Không có ngộ không là nguy hiểm lắm. Ba sao. Chào 90%. Vãi nồi. Cao đi. Hay quá. Mạnh thật anh em ạ. Con set này đấm cũng khá là thốn nữa. Kiểu mình sau khi mà ăn quái xong mình lên cấp mình roll thì ngộ không nữa là bài của mình hoàn chỉnh luôn. Vô địch luôn không? Khó. Khó có bài nào mà đánh bại được cái đội hình của mình ngoại trừ cái thanh niên xoay bài này này. Nãy giờ là mình gặp mình thua hoài thôi. Uway này. Ánh sáng và bóng tối. Tấn công các kẻ địch liền kề. Rust 9. Bay đi cào cào ơi. Chết rồi, bị con nào nó đẩy đi đấy. Cào cào ơi bay đi. Cào cào gãy cánh rồi anh em ơi. Lại lên 9 này. Ông này đang copy tướng này.
tập trung lên 9 thôi. Hôm ấy mình sẽ bỏ đi tử thần đâu. Kẹp thêm vài con 5 tiền vào thì chắc là sẽ ổn áp hơn. Anh em nhỉ? Quizana thì không biết là có lên được 3 không. Level 9 thì sẽ là hơi khó. Nico cũng vậy. Thôi lên 9 gã rồi tính nhá. Hay nổi thế không có cái con ấy nào nhỉ? Ngộ không nào nhỉ? Không của tôi đâu. Đây rồi. Asia. Xây ra và Rakan. Anh tới chơi. Ông cầm tế thiên đại thánh của mình rồi. Phòng thủ tí nhá. Ngộ không hai. Lissandra hay là Nico đây anh em. Soraka này. Tao vào con này hơi mệt, chứ đâu mình phải đổi vị trí đấy. Con Udi của mày khỏe thế. Ây da, khó nhờ. Có con gì hay không? Lissandra 2 này. Xayah 2. Lissandra thôi. Đội vị trí cào con này mệt quá anh em. Nhưng mà nãy giờ mình xếp hơi sai á. Ăn được không? Chắc là mình sẽ phải bán mấy con này đi Ron tìm mà. Ây da.
Azir được khỏe điên. Xong rồi. Nhà này level 10 rồi anh em ạ. Mình mới là level 9 thôi. Lissandra. Mình sẽ phải hy sinh con này đi. Không ra con gì luôn à. Nicoba không biết là có gỡ gạc được gì không. Soraka tầm này. Có. Mạnh đầu game nhưng hơi cá đuối về lầy. Cậu cá bay khôn chút coi. Đúng rồi, càng này đấy. Tao lấy được là ăn này. Ai. Xét với cả là Kha'Zix gây nhiều sát thương nhất rồi. Một con Quizana nữa là Quizana 3 này. Nico 3 vào phát là khác biệt à. Được. Thú vị hơn ở đây. Ui cổng này trâu quá anh em ơi. Nhà này đánh toàn 5 tiền. Sợ. Mình không có cái kiểu thú tượng hay gì. Vizana nữa chúng ta được cái gì? Nhân bản tướng không? Không có luôn. Không thể nào lên cấp 10 được nữa anh em ạ. Huyết kiếm, nỏ sét, giáp máu. Ngộ không này. Huyết kiếm à. Quiana 3, chắc là hết bài rồi. All in và kiếm kiếm tướng 5 tiền 3 sao à. Nó sẽ là hơi khó rồi. Để xem nhà này nào. Hình như là đang all in tìm sai ra anh em ạ. Rất đáng tiếc. Gặp quả ngộ không đại náo thiên cung thế này thì sao mà đỡ bây giờ. Ok, vậy là trận đấu ta cũng sẽ kết thúc tại đây. Một lần nữa cảm ơn anh em rất nhiều vì đã theo dõi cái trận đấu ngày hôm nay. Hẹn gặp lại anh em trong những trận test đấu chơi chân lý mùa 11 sắp tới nha.